Hello, vâng, lại em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui các bác nhá. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Nay bên Phạm Huấn về rất là nhiều mã hàng mới rất là hot để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Sản phẩm đầu tiên đó là cái tô vít mớ các bác nhá. Đấy, tô vít mớ thì bên shop lại về các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k một mớ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là vít mớ, giá của nó sẽ là 100k trên một mớ các bác nhá. Đây. Có lên cho em là vít mớ này, đó. Vít mớ giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k trên một mớ các bác nhá. Đây. Một mớ của nó thì bên em sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Số lượng của nó sẽ là từ 7 đến 10 cái. Bên em sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác này, số lượng từ 7 đến 10 cái. To nhỏ lớn bé này, dài ngắn rồi dẹt tròn ba khe các khác nhau cho các bác nhá. Đấy. Một mớ của nó thì nó xôm xôm nó vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác nhá. Đây. Từ 7 đến 10 chiếc như này các bác này, đây một mớ của nó này. Đấy. Một mớ của nó sẽ là từ 7 đến 10 chiếc như này các bác này. Đây. Từ 7 đến 10 chiếc nhá, bên em không chắc chắn là bao nhiêu nhưng một mớ của nó sẽ là từ 7 đến 10 chiếc nhá. To nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe đầy đủ cho bác luôn. Đây, một mớ của nó sẽ như này các bác này. Đấy, một mớ của nó sẽ là như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó sẽ là 100.000 cho một mớ này các bác nhá. 100.000 cho một mớ này. Đấy, giá cực kỳ tốt và hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tô vít bãi các bác nhá. Tô vít bãi Nhật, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá. Lên cho em là vít mớ nhá, lên cho em là vít mớ Nhật nhá. Đấy, vít mớ, giá của nó sẽ là 100k. 100k cho một mớ vít như này. Đây. Đây đầu vít của nó đây các bác này. Đấy. Nó sẽ có con to, con nhỏ, con lớn, con bé, con dẹt, con tròn. Đầy đủ cho các bác luôn, có cả những con cách điện như này nhá. Đấy, bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho bác luôn. Và một mớ của nó sẽ là từ 7 đến 10 cái các bác nhá. Từ 7 đến 10 cái cho bác. Lên mã giúp cho là vít mớ các bác nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Đây dao dọc giấy đây. Dao dọc giấy thì bên shop tiếp tục về số lượng cho bác luôn. Đấy. Bên shop thì đang bán cho bác cái giá cũng rất là tốt các bác nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao như này thì bên shop bán cho bác với cái giá đó là 15k nhá, 15k. Đó, 15k cho con dao dọc giấy này các bác nhá. Đó, 15k cho con dao dọc giấy như này. Đấy. Còn bác nào mà mua từ 2 con trở lên nhá. Đấy. Mua từ 5 con trở lên, 5 con trở lên thì bên em tính cho bác cái giá đó là 60.000 nhá. Đấy. 5 con thì giá sẽ là 60k. 60k nhá. Đấy, 60k cho 5 con. Đây, 2 4 5 này. Nếu các bác mua 5 con thì giá sẽ là 60k. Còn các bác mua lẻ một con thì giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Giá sẽ là 15.000 cho một con. Dao dọc giấy này. Bên trong của nó thì nó sẽ là bằng nhựa cứng nhá, bên ngoài thì bọc cao su nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Thay thì thay ấy, thay lưỡi thì cực dễ luôn, các bác tháo cái đầu này ra sau đó thì mình đẩy ra là mình thay thôi. Đấy, rất là đơn giản, dễ sử dụng nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt các bác nhá. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, 15k nhá, 15k cho một con này. Còn các bác mua số lượng từ 5 con trở lên là bên em bán cho bác giá là 60.000. 5 con là 60.000, tính ra như vậy là các bác mua là vào là chỉ có 12.000 một con thôi. 12.000 cho một con các bác nhá. Đấy. Hàng về đủ màu đủ số lượng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dao của Nhật các bác này, dao của Nhật. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy đây. Cán này bằng gỗ các bác nhá. Cán bằng gỗ rất đẹp luôn. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để chặt rất là ok. Đấy, con này thì chắc là nó nặng vào khoảng là nặng vào khoảng là 4 lạng nhá. Con này nặng khoảng 4 lạng. Đấy. Và con này thì nó nặng vào khoảng 2 lạng. Con này thì các bác chuyên dùng để thái cho em. Con này chuyên dùng để thái nhá. Hàng cực kỳ là cũng cực kỳ là bén cho bác luôn. Chuyên dùng để thái nhá. Dao bãi Nhật nhá. Còn rất là đẹp các bác nhá. Còn rất đẹp cho bác luôn. Đó. Thì bên shop về cho các bác giá cũng rất là tốt nhá. Đây. Japan này các bác này. Đấy, Japan này các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là con dao chặt lên cho em là chặt nhám đen nhá. Đấy, chặt nhám đen. Đấy, lên cho em là dao nhám đen này. Đấy, con này lên cho em là dao nhám đen nhá. Đó, nhám đen này. Lên cho em là dao nhám đen. Dao nhám nhá. Đấy. Lên cho em là dao nhám vuông này, lên cho em là dao nhám vuông. Đó. À dao nhám đen đi. Lên cho em là dao nhám đen nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140k nhá, 140k thôi, 140k cho con dao dao nhám đen này các bác nhá. Đấy. Con dao nhám đen này thì giá nó sẽ là 140k nhá. Đấy, 140k cho con dao nhám đen như này. Đó, con này thì các bác dùng để chặt. Con này chặt được thái được nó nặng khoảng trên dưới 4 lạng gì đấy, có quai đeo cho bác như này.
Chiều dài của nó thì chắc là nó vào khoảng là trên 30 cm, dài trên 30 cm, phần lưỡi này khoảng 20 cm. Nói chung con này dùng để chặt thái cũng rất là đầm tay luôn. Lên cho em là dao nhám đen nhá, dao nhám đen. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140k nhá, 140k cho con dao nhám đen này. Đấy, hàng này cũng rất là sắc bén các nhá, cực rất là sắc bén. Dùng cực kỳ là ok luôn. Đấy, đánh nhám này, đánh nhám này, vân đen chống dính cho bác luôn. Đấy, chống dính cực kỳ là ngon luôn nhá. Lên cho em là dao nhám đen của Nhật, giá sẽ là 140.000. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái con dao đây. Con này thì các bác lên cho em là con dao con này thì các bác lên cho em là dao tròn nhá. Đấy, dao tròn. Đấy, nó bo tròn như này mà. Lên cho em là dao tròn này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Giá chỉ có 80k cho một con dao tròn này thôi. 80.000 cho một con dao tròn như này nhá. Con này các bác dùng chuyên để thái thì cực kỳ là ok luôn nhá. Con này là nó là dòng chuyên thái các bác nhá, chuyên thái. Còn chặt thì các bác cũng chỉ chặt nhẹ nhàng thôi, tại vì con này nó rất là nhẹ. Con này rất là nhẹ, nó chỉ tầm khoảng 1.5 lạng thôi. Con này thì chuyên để thái là ok nhá. Đấy. Đây. Đấy, ok chưa các bác? Đây. Cán của nó là cán ốp nhựa nhá, cán ốp nhựa. Đấy, ốp nhựa giả vân gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, ốp nhựa giả vân gỗ rất đẹp luôn. Con này các bác dùng để thái thì siêu sắc luôn các nhá. Đây. Lên cho em là dao tròn nhá. Con này giá shop đang gửi tới bác cái giá là 80.000. 80k cho một con dao tròn như này. Đấy. Con này các bác dùng để thái thì cực kỳ là ok luôn. Dao của Nhật đây, Japan con này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là dao tròn nhá. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao tròn như này. Đó, ok chưa các bác? Đấy. Đấy, dao tròn 80.000. Còn lên cho em là con dao nhám đen nhá. Con nhám đen này giá sẽ là 140k nhá. 140k cho con nhám đen này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao đó là dao vàng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là dao vàng. Con dao vàng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Lên cho em là dao vàng nhá. Đó, dao vàng. Giá của nó sẽ là 40k một em nhá. 40k cho mấy em dao vàng như này này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Dòng này thì nói chung là quá là sắc rồi. Hàng nội địa của Nhật đấy. À, sản xuất thủ công này. Toàn chuyện chữ Nhật hết đấy các bác này. Đấy, chuyện chữ Nhật đấy các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì siêu bén cho bác luôn nhá. Đấy, thép trắng không gì nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. Lên mã giúp cho em là dao vàng nhá. Dao vàng, giá của nó sẽ là 40k cho con dao vàng này. 40.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là kia đầu cưa nhá. Các bác lên cho em là đầu cưa. Đó, đầu cưa. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho cái đầu cưa này nhá. Đấy, đầu cưa 100k các bác nhá. Đây. Con này các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này để các bác về các bác lắp cho lưỡi vào cho em. Ở đây nó sẽ có cho các bác bao gồm là 3 cái lưỡi nhá. Đấy. Cái này thì chủ yếu các bác dùng để cưa gỗ và cưa ống nước và cưa linh tinh. Đấy các bác nhá. Nói chung là đầy đủ cho bác luôn. Sẽ có một cái lưỡi cưa dạng là cưa sắt, cưa ống nước như này. Hai là có hai cái lưỡi để các bác cưa gỗ nhá, cưa gỗ. Các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này cho em này. Đẩy cái lẫy này ra này. Đấy. Đẩy cái lẫy này, xoay cái lẫy này cho em, xoay cái lẫy này ra này. Đây, xoay cái lẫy này ra là mình lắp lưỡi vào này. Đấy, xoay lẫy ra, sập cái lưỡi xuống là ok. Đấy, đây. Đó, xoay cái lẫy này ra nha. Đấy, sập cái lưỡi xuống cho em là ok. Đấy. Cái cơ chế hoạt động của nó thì nó đơn giản thôi. Nó chỉ có đẩy lên đẩy xuống này thôi này. Khi các bác xoay cái này nhá. Khi mình lắp cái máy khoan mà nó xoay cái này thì nó sẽ có tác dụng là đẩy cái lưỡi này lên xuống như này nhá. Đẩy lưỡi lên xuống như này. Đó. Đây các bác này. Đấy. Đây nha, em đang xoay tròn này là cái lưỡi đẩy lên xuống này. Đấy. Khi các bác tháo lưỡi ra thì các bác chỉ cần gạt này thôi là cái lưỡi nó tự phi ra. Đấy. Và nó có cả cái tay nắm này luôn, các bác xoáy cái tay nắm này vào dùng rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Giá thì đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, đầu chuyển cưa giá của nó chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. 100.000 cho con đầu cưa này các bác nhá, đầu cưa. Giá sẽ là 100k các bác nhá. Đây các bác. Em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lộng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, để nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi tích hợp, công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đấy, rất là ngon quá nhá, lắp đặt rất dễ dàng luôn. Cầm máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lộng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng,
phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường, đi kèm theo máy ba lưỡi cưa. Tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi tích hợp, công việc cắt xẻ cũng cực sướng luôn ạ, tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đó, ok anh em nhá. Đó, giá thì chỉ có 100k thôi, lên mã tiếp theo là đầu chuyển cưa anh em nhá. Đầu chuyển cưa giá sẽ là 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòi nối các bác nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em là vòi nối này. Con vòi nối này thì bên shop đang gửi tới quá cái giá đó là 40k các bác nhá. 40k cho con vòi nối này thôi. Đây, một cái con vòi nối cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là vòi nối nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho cái em vòi nối này các bác nhá. Dùng rất tiện luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi nối như này. Về các bác bóc ra này, sau đó thì các bác cho vào trong cái hệ thống cái đầu vòi nước nhà mình. Đây, đầu vòi nước nhà mình rất là tiện luôn. Đây, con này thì nó sẽ có chỉnh cho bác là hai chế độ, một chế độ là xịt thẳng, một chế độ là xịt hoa sen như này. Cái này là hoa sen này, con này là xịt thẳng này. Về các bác chỉ cần là cắm một cái đầu vòi nước nhà mình là xong thôi. Nó cao su này, nó hít rất là tốt luôn nhá. Đấy, vòi 27, 25 rồi 21 đều được hết nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Không phải loàng hoàng kết nối gen dạ loàng hoàng, các bác chỉ cần đút vào đầu ống này là xong nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất tốt cho bác nhá. Đấy, lên cho em là vòi nối nhá. Vòi nối giá của nó sẽ là 40k nhá. Vòi nối này. Đó, vòi nối giá của nó sẽ là 40k cho con vòi nối như này. Đây, các bác về các bác cứ thế lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó sẽ có chế độ là xịt hoa sen và xịt một vòi nhá, xịt hoa sen và xịt một vòi. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. 40k, lên cho em là vòi nối các bác nhá. Vòi nối giá là 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng dao Nhật nhá. Dao Nhật siêu sắc bén cho các bác. Hàng của thương hiệu Wattbo, hàng chính hãng dao Nhật cho các bác luôn. Rất chất lượng nhá. Bên shop về cho các bác nó sẽ có cho các bác là hai mẫu cho các bác nhá. Đó, hai mẫu. Một mẫu là dao nhọn và một mẫu là dao vuông các bác nhá. Đó. Đây. Hàng mới tinh nguyên hộp này các bác. Đấy. Mới tinh nguyên hộp cho các bác nhá. Nó sẽ có cho các bác là một mẫu là dao nhọn và một mẫu là dao vuông. Đây. Để em sẽ khui hộp này cho các bác xem. Đây. Con này thì nó sẽ là con mũi nhọn nhá. Đấy, các bác lên trên là mũi nhọn này. Đấy. Con mũi nhọn này thì giá với shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 175.000 nhá. Đấy, 175.000. Đây. Hàng thương hiệu Wattbo Japan này. Hàng chính hãng cho bác luôn nhá. Đó, đây. Đây các bác này, đó Japan nhá. Wattbo Japan. Hàng chính hãng cho bác luôn. Đây, Wattbo này, Japan này, thép không gỉ này. Đấy, chroma này, ok chưa? Đấy, còn nguyên đầu nhá, dao nguyên tem luôn nhá. Đây, em test sản phẩm cho bác xem này. Bình thường các bác chỉ cần test giấy thôi, nhưng mà đây em test hẳn cho các bác cắt bằng giấy bóng luôn là các bác biết độ chất của dao nhá. Rất sắc bén luôn anh em ơi. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là bén anh em nhá. Đấy, test bằng cắt giấy thì bình thường rồi, cắt giấy bóng như này mới khẳng định đẳng cấp của dao quá nhá. Lưu ý các bác là mình dùng cẩn thận, kéo đứt tay nhá. Đặt tránh xa tầm tay trẻ em các bác nhá, tránh xa tầm tay trẻ em ra. Ok chưa? Đó. Các bác lên đã giúp cho em là con này là con mũi nhọn nhá. Đấy. Lên cho em là dao mũi nhọn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 175k, lên cho em là mũi nhọn này. Đó. Mũi nhọn. Dao mũi nhọn 175k nhá. Đấy, 175k cho con mũi nhọn này. Đấy. 175k. Lên cho em là dao mũi nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con mũi hình vuông nhá. Đấy. Mũi hình vuông. Nó sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là mũi nhọn và một loại là mũi vuông. Đây. Đấy, một loại là mũi vuông các bác nhá. Đây. Đấy, để em khui ra cho các bác xem luôn. Thì tùy theo các bác muốn lấy con nhọn thì lấy, mà lấy con vuông thì lấy. Đấy, nhu cầu mục đích sử dụng của các bác thôi. Không quan trọng, tại vì là đều độ sắc thì đều là sắc như nhau các bác nhá. Đều là sắc như nhau. Đây. Đấy, nó đều sắc nhau hết. Nó chỉ khác nhau là con mũi nhọn, con mũi vuông thôi. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là con mũi vuông các bác nhá. Đấy, đây. Con này mũi nó sẽ là mũi vuông như này. Còn con kia nó sẽ là mũi nhọn các bác nhá. Đấy. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy đây. Hàng cực kỳ sắc luôn. Đây. Cũng Wattbo Japan hết các bác này. Đó. Con này thì mũi của nó sẽ là mũi vuông. Đây, test dây bóng cho bác xem này. Đấy. Cắt dây bóng các bác nhá. Nói chung là riêng dao này thì khỏi phải nghĩ đi. Khỏi phải nghĩ đi các bác nhá. Hàng chất lượng rồi. Đây, các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ok chưa các bác? Đó, hàng rất chất lượng nhá. Đó, hàng rất chất lượng. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Ok chưa? Đó. Giá rất tốt cho bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là con này sẽ là con mũi vuông nhá. Đấy. Con này là con mũi vuông. Mũi vuông này. Đấy. Mũi vuông nhá.
Đấy, lên cho em là dao mũi vuông. Giá của nó sẽ là 180k cho con mũi vuông này nhá. Đấy. Con mũi nhọn là 175.000, con mũi vuông là 180.000. Đây. Đấy, đây con này là con mũi vuông này. Đấy. Và con này thì nó sẽ là con mũi nhọn của con này. Đấy, con này sẽ là con mũi nhọn này. Đó, đều là dòng dao Nhật siêu bén cho anh em luôn. Đấy. Mũi nhọn nhá. Đây. Con mũi nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 anh em nhá, 175.000 con mũi nhọn này. Còn đây là con này con mũi vuông này. Con mũi vuông thì giá của nó sẽ là 180.000 thôi nhá. Đấy. Thì tùy theo. Các bác cái nhu cầu mục đích sử dụng của các bác sử dụng con nào phù hợp thì với nhu cầu và công năng sử dụng của mình thì mình lấy. Còn không thì các bác muốn cả thái cả lọc luôn thì các bác lấy cho em hai con luôn, cả nhọn cả vuông luôn. Làm phát hai con luôn thôi nhá, hai con luôn cho nó chất chơi con dơ. Về các bác sử dụng dần. Đấy. Hai con giá chỉ có hơn 300.000 thôi. Nếu các bác lấy hai con này thì bên em sẽ bao ship, còn một con thì các bác cộng cho em thêm 20.000 ship nữa các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn hộp nhôm các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là đèn hộp nhôm thì nay bên shop lại tiếp tục về nhé, một con đèn hộp nhôm cực kỳ chất lượng như này. Đèn hộp nhôm này bao nhiêu nhỉ bạn ơi? Đèn hộp nhôm bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá. Đấy, đợt này về cho bác giá còn là 100k cho con đèn hộp nhôm này luôn. 100.000 thôi nhá, 100.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hàng đựng trong một cái hộp như này nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một đèn này, một dây này và một dây sạc luôn nhá. Một đèn, một dây đeo và một dây sạc. Dây này để các bác đeo vào cổ hoặc là đeo vào các cái thiết bị nhá. Đây, nó sẽ có lẫy cho các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn này với hai chế độ sáng nhá. Đấy, đây, chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, sáng vàng này và ánh sáng đỏ này. Đấy, và có cả cảnh báo luôn các bác nhá, đa chức năng luôn. Ngoài ra thì con này nó sẽ có cả chức năng bật lửa nhá. Các bác giữ lì cái phím này cho em này thì lửa nó sẽ lên này. Đấy, để các bác châm lửa này, ok chưa? Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực tốt luôn nhá. Đây. Đấy, giữ lì cái phím này nó sẽ lên đèn và lên lửa này. Đây, lên lửa đỏ này. Đó, ok chưa? Đó, khi mình không dùng nữa mình ấn này nó lại tắt này. Đấy, có cả nam châm hít luôn nhá. Đây, nó sẽ có nam châm hít luôn các bác. Đấy, có nam châm hít luôn. Rất là tiện nhá. Hoặc các bác có thể gạt cái lẫy này ra để mình để dưới bàn như này. Để trên bàn này cũng rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn hộp nhôm như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k thôi. Đấy, 100.000 thôi các bác. Giá cực tốt cho bác luôn. Đấy. Đây. 100.000 đang bán 101. Thanh lý cho bác giá còn 100 cho con đèn hộp nhôm này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô kéo gà của Đức không nhá, kéo gà của Đức đây. Kéo gà của Đức, hàng của thương hiệu Winling nhá, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kéo gà nhá. Đó. Các bác lên đã giúp cho em là kéo gà này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã kéo gà như này. Giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 100k nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức các bác này. Đó. Đây nha các bác nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Con này bình thường em đang bán là 150 nhá, nhưng mà riêng trong cái video ngày hôm nay nhá, tri ân khách hàng để cho anh em giá chỉ có 100k cho một con kéo cắt gà như này thôi. 100.000 anh em nhá, 100.000 cho con kéo cắt gà như này. Hàng của thương hiệu Winling của Đức, cắt thì cực kỳ là nuột luôn. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Con này chức năng của nó thứ nhất là cắt gà này. Đấy, cắt gà này, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Thứ hai là đánh vẩy cá này, thứ ba là kẹp cua ghẹ này. Một con kéo cắt gà đa di năng như này, thân của nó bằng hợp kim hết nhá. Thân của nó bằng hợp kim hết, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá shop đang gửi tới cho anh em nhá. Giá của nó chỉ có 100k thôi. Lên cho em là kéo gà Đức nhá. Giá sẽ là 100k nhá. 100k, ok chưa? Đó. Rồi ok. Đấy, hôm nay bên shop lại tiếp tục về một lô cho anh em test thử cho anh em xem luôn. Đây anh em nhá. Đây. Đây, gõ cho anh em xem cho nó. Đây đây anh em. Đấy. Anh em cứ gọi là đập phá thoải mái luôn nhá. Đây. Đấy, anh em đập thoải mái đi. Ok cho anh em. Đấy. Dây điện ổ đúc anh em nhá. Đập thoải mái cho anh em luôn, không vấn đề gì luôn. Không có hề hấn gì anh em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới cho anh em theo số lượng mét nhá. Anh em lấy nhiều mét thì giá nó sẽ cao hơn, ít mét thì giá thấp hơn. Nó sẽ có cho anh em là 5 mét, 10 mét, 20 mét và 30 mét anh em nhá. Dây ổ đúc có đèn báo cho anh em này. Dây thì của em là dây, nó là dòng dây siêu mềm anh em nhá, dây rất là mềm luôn. Đó. Hàng dây của Nhật, dây 2.5 nhá anh em nhá, dây lõi 2.5 cho anh em. Dây ổ đúc của Nhật nhá. Đây, đấy. Đây, ổ đúc đây anh em này. Đều là ổ đúc hết nhá, ổ đúc liền hết này.
Con này anh em dùng để chiến công trình thì thôi rồi, lựa mơi luôn. Đấy, trong này nó sẽ có một cái đèn báo cho anh em. Có một đèn báo em vừa cắm lên cho anh em đấy, đèn báo rất sáng luôn. Đấy. Đấy. Có đèn báo rất sáng luôn cho anh em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ tốt luôn. Một cái dây ổ đúc như này nhá, giá bên shop đang gửi tới anh em. Tùy theo số lượng mét nhá. Đây, dây của Japan anh em này. Đó, đây. Japan anh em nhá. Đây, Japan anh em này. Đó, đây Japan nhá. FA 2.5 này, ok cho anh em. Japan FA 2.5 nhá. Thì bên em sẽ bán theo quận là 5 mét này. Quận 5 mét thì giá của nó sẽ là 220.000 nhá. Đây. 5 mét. 5 mét chưa được, lau lại hết lượt thì lau lại hết lượt thì 5 mét là 220k nhá. 10 mét là bằng 330.000 anh em nhá. 330k. Đó. 10 mét là 330.000. 20 mét là 500. 20 mét bằng 500k nhá. 500k. Đấy, và 30 mét này. À, 30 mét là bằng giá của nó sẽ là 30 mét, giá của nó sẽ là 650k nhé, 650k, ok cho anh em. Giá này đã bao gồm phí ship cho anh em luôn, giá đã bao gồm phí ship cho anh em nhé, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn và bao gồm phí ship cho anh em. Đó, thì anh em lấy quận 5 mét là 220, quận 10 mét là 330, quận 20 mét là 500 và quận 30 mét thì giá của nó sẽ là 650.000 nhé. Đây, đấy, ví dụ như quận này là 5 mét anh em này, quận này là 5 mét này, đó, quận này là 5 mét anh em nhé. Đấy, tiếp theo quận này là 10 mét anh em này, quận này là 10 mét này, đó. Nó sẽ có quận to hơn là 20 mét và quận 30 mét anh em nhé. Đây, giá của nó đây anh em này, giá của nó đây anh em nhé. Ok chưa anh em? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con máy máy trà gót chân anh em nhé. Máy trà gót chân đây. Đấy, sản phẩm của nó sẽ là một con máy như này anh em này, một con máy như này anh em dùng để trà gót chân cực kỳ là ngon luôn. Giá của nó sẽ là máy trà gót chân nhé, giá của nó sẽ là 100.000 cho một con máy như này anh em nhé. Đấy, con này nó dùng rất là tiện và khỏe luôn. Ở đây anh em sẽ được tặng thêm một viên đá và một cái dây sạc nhé. Về anh em chỉ sạc vào xong. Đây. Đấy, anh em chỉ cần bật lên sau đó thì mình mài này. Đấy. Mài này tay chân rồi gót tay gót chân này. Đấy. Sau đó thì bên em có bán cả cao ngựa luôn. Bác về các bác bôi thêm cái cao ngựa vào. Đó. Con này máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy, gót tay gót chân các bác mài. Đấy, da khô nứt nẻ các bác đưa vào các bác mài đi cho em. Đó. Giá cực kỳ tốt luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy mài gót chân như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Và bên em có bán kèm cả cao ngựa luôn, có cả dây sạc luôn các bác nhá. Cái máy này có cả dây sạc luôn. Nó chỉ không có củ sạc thôi, còn có dây sạc sẵn cho bác luôn nhá. Đấy, 100k cho con máy trà gót chân này. Đây, có bán cả cao ngựa luôn các bác, lên cho em là cao ngựa này. Cao ngựa giá của nó sẽ là 30k cho một hộp cao ngựa như này nhá. 30.000 cho một hộp cao ngựa như này. Con này các bác dùng nó cũng rất là tiện khi mà các bác bị gót chân da khô nứt nẻ đấy, á sần các thứ là các bác bôi vào cho em là xong. Đây. Đấy, cao ngựa của nó này. Đấy, cái dạng cao này của nó rất là mềm mà giữ ẩm rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cao rất là mềm, giữ ẩm rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 30.000 cho một hộp cao ngựa như này thôi. 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Đây. Các bác bôi vào này. Đấy. Nó giữ ẩm cho da nhá, này, tái tạo cho các bác là làn da mới nhá, rất là đẹp luôn. Đó, ok chưa? Giá thì gửi tới cho các bác giá chỉ có là 30k cho một lọ cao ngựa này thôi. Lên cho em là cao ngựa 30k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con cưa đỏ nhá. Các bác lên cho em là cưa đỏ này. Cán là màu đỏ như này, các bác lên cho em là cưa đỏ nhá. Con này thì bên shop gửi tới các bác giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là cưa đỏ nhá, cưa đỏ. Giá sẽ là 80k cho con cưa đỏ này nhá. 80.000 cho con cưa đỏ này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, 80k cho con cưa đỏ này các bác nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. 80.000 các bác nhá. Lên mã tiếp cho em là cưa đỏ, giá của nó sẽ là 80k cho bọn em cưa như này. Dài của nó là 27 cm, lưỡi dài là 27 cm, còn tổng thể của cưa thì dài khoảng là trên 30 cm một tí. Đây, hàng made in Japan anh em nhá. Hàng của Yamazaki anh em này, Yamazaki made in Japan anh em nhá. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đấy, một con cưa như này giá chỉ có 80k, một con cưa Nhật giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Đó, các số hotline của bên em đây. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác, đó là cái vít cách điện này. Các bác lên cho mã cho em là vít cách điện hoặc là vít đỏ vàng nhá. Lên cho em là vít đỏ vàng đi. Đấy, bên shop đang lên là vít đỏ vàng rồi. Lên cho em là vít đỏ vàng nhá. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một vỉ vít đỏ vàng như này anh em này. Đấy, giá của nó 130.000. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây vít cách điện như này nhá, 6 cây vít cách điện như này. Con này dùng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn nhá. Ngoài ra thì các bác sẽ có thêm là một con bút thử điện nữa nhá. Một con bút thử điện nữa. Như vậy là có thành 7 cây vít. Một vỉ như này 7 cây vít giá chỉ có 130.000 thôi. Hàng của Nhật siêu chất lượng luôn và giá cũng cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ cho các bác luôn. Lên cho em là vít đỏ vàng nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000.
sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác con máy đuổi côn trùng nha, máy đuổi côn trùng. Con này thì bên em đang bán là giá là 50k. Đấy, xả cho bác giá còn 40k. Con này thì chuyên đuổi côn trùng và đặc biệt là đuổi chuột nhá. Chuột và rán nhá các bác nhá. Chuột, rán, kiến là đi hết các bác nhá. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần cắm điện 220 là xong. Cắm điện là xong. Ở đây thì nó sẽ có một cái sóng từ trường nhá, một cái sóng từ trường và nó sẽ gây ức chế cho côn trùng. Đấy, không ảnh hưởng gì đến con người nhá, mà nhưng nó sẽ gây ức chế đến côn trùng. Đấy, chuột, ruồi, muỗi, kiến, rán khi mà nó bị tác động bởi cái sóng này thì nó sẽ bị dị ứng và nó sẽ bỏ đi các bác nhá. Nó dị ứng và nó sẽ bỏ đi. Giá thì chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là máy đuổi côn trùng nhá, máy đuổi côn trùng. Giá của nó sẽ là 40k các bác nhá. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái bộ hoa thị và bộ lục giác các bác nhá. Đấy, bộ hoa thị và bộ lục giác. Hàng thì rất tuyệt vời ông mặt trời cho các bác luôn. Đây. Bộ này sẽ là bộ lục giác các bác này, bộ lục giác đây. Đấy, hàng của nó đều là thép CRV hết các bác nhá, thép CRV. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, thép CRV như này. Rất chất lượng các bác nhá. Đầu của nó sẽ là từ 1 đến 10 nhá, từ 1 đến 10. Đấy, từ 1,5 đến 10 nhá. 1,5, 2,5, 3, 4 này. 6, 8, 10. Ok chưa? Một cái bộ lục giác như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho bộ lục giác như này. Đó, 80k cho bộ lục giác nhá. Các bác mua hàng các bác phải nói rõ ra cho em là bộ lục giác hay bộ hoa thị nhá. Các bác cứ nói là lục giác hoa thị thì ai mà hiểu được. Bộ lục giác là lục giác mà hoa thị là hoa thị đây. Đấy. Nó tên nó khác nhau và công năng của nó khác nhau luôn. Bộ này là bộ hoa thị này, tức là hình của nó là hình hoa thị này. Hình sao hình hoa thị như này, đúng không ạ? Còn cái này là hình nó lục giác là hình 6 cạnh. Lục giác là 6 cạnh, còn hoa thị là hình hoa thị, đúng không ạ? Bộ hoa thị này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá, 70k. Đó. Nếu các bác lấy cả hai bộ như này cùng một lúc nhá, là lấy cả hoa thị cả lục giác thì bên shop sẽ gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Nếu lấy cả hoa thị cả lục giác thì bên shop chỉ gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 150.000 và bao ship nhá, 150k và bao ship cho bác luôn, cả hoa thị cả lục giác luôn. Ok chưa các bác? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái lô đó là ô Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho là ô 90. Ô 90, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho con ô 90 này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt luôn. Đây các bác này. Đấy, ưu điểm của con này thì nó sẽ là tự đóng tự ngắt anh em nhá. Đây. Đấy, bình thường mở ra như này nó sẽ tự mở anh em này. Đấy. Nan của nó là thuộc dạng nan kép các bác nhá. Nan của nó là nan kép rất dày dẫn luôn và 10 nan nhá. Dòng này là dòng 10 nan, đường kính của nó là 1 mét nhá. Đấy. Dòng này là dòng 10 nan này. Đấy, nan kép này các bác nhá. Nan của nó là nan kép nhá. Đấy, và của nó là bằng 10 nan nhá, 10 nan. Và đường kính của nó là 1 mét nhá. Đấy, đường kính của nó là 1 mét. Giá thì chỉ có 80k cho một chiếc ô như này thôi nhá. 80.000 cho một chiếc ô như này thôi. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó, chỉ có 80k cho một chiếc ô như này thôi. Ok cho anh em. Giá rất tốt cho anh em luôn nhá. Đó. Con này ưu điểm của nó là khi anh em bật ra thì nó sẽ bung ra như này nhá. Khi anh em không muốn anh em muốn thu nó lại thì anh em bóp này là thu lại luôn. Nó rất là tiện anh em nhá. Chứ bình thường nếu như bình thường mà anh em dùng ấy mà anh em phải lấy tay để ấn, lấy tay thò lên để ấn, nhưng mà con này không cần. Con này anh em chỉ bóp này là nó ra thôi. Đấy. Giá thì chỉ có 80k thôi, lên cho em là ô 90, giá của nó sẽ là 80k anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng dao siêu tầm đây. Dao siêu tầm thì hôm nay bên shop về cho anh em đó là có hai mẫu. Đấy, hai mẫu cho anh em. Đấy, mẫu này thì nó sẽ là con này, nó sẽ là con này, nó sẽ là SA78 nhé, SA78 này. Con này thì giá là 270.000. Đấy, lên cho anh em là SA78, con này giá của nó sẽ là 270.000 anh em nhé. 270.000 cho con SA78 như này. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là con SA48 anh em nhé. SA48, con SA48 thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút nhé. Đây, con này sẽ là con SA48 này. Con SA48 này thì giá của nó chỉ có 260.000 thôi, 260.000. Đấy, con 48 là màu trắng và con 78 là màu vàng. Hàng thì đều sắc như nước hết luôn nhé. Đấy, dao này của nó thì dòng này của nó thì độ sắc thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Đấy, rất sắc bén cho bác luôn. Đấy, hàng này độ sắc thì khỏi phải bàn rồi. Đây, em test cho bác xem này, một cái tờ giấy mủn như này các bạn này. Đó, nó rất là sắc quá nha. Đấy, rất là sắc luôn. Đó, các bác thấy không? Đó. Dao này rất là sắc nha. Mình dao thì rất là dày luôn. Mình dao rất dày nhưng lưỡi lại rất là bén này anh em này. Đó, dao này hàng của Mỹ anh em nhá. Colombia đây. Đấy, Colombia của Mỹ anh em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao siêu tầm như này nhá. Các bác lên cho em là dao SA48 nhá. Đây, Colombia USA này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Con này giá của nó sẽ là 260.000 và con này là 270.000. Con này là 48 này, 48 là 260, còn 78 là 270 các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Nó sẽ có bao da bọc như này. Đấy, bao da bọc như này. Hàng này là hàng bãi chưa qua sử dụng nhá. Đấy, em cũng không có nhiều, mỗi loại chỉ có mấy con thôi. Hàng siêu tầm mà, mỗi loại chỉ có mấy con thôi các bác nhá. Bác nào mua thì nhanh chân cho em thôi, chứ không có nhiều hàng cho anh em đâu. Đó. Không có nhiều hàng đâu anh em nhá. Đó. Nó là hàng độc cho nên là không có nhiều anh em nhá. Còn hàng độc không có nhiều đâu anh em ạ.
Đó, ok cho anh em. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái thớt xanh các bác nhá, thớt xanh. Đấy, thớt xanh kháng khuẩn hàng của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lưu cho em là thớt xanh kháng khuẩn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thớt như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 anh em nhé, 50.000 cho một con thớt xanh kháng khuẩn hàng của Nhật như này, giá siêu rẻ luôn. Các bác lên cho em là thớt xanh nhé, đấy thớt xanh, đó thớt xanh giá của nó sẽ là 50k nhé, 50k cho con thớt xanh kháng khuẩn như này, giá siêu tốt luôn. Đường kính của nó khoảng 37cm nhé, loại này là loại to đấy, đường kính 37cm là loại to đấy các bác nhé. Đây các bác có thể để lên như này, này. Rất tiện, đó để này rất là tiện luôn nhé, đó để này rất là tiện này các bác này, đó hoặc là các bác có thể treo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác để này cho em. Còn bình thường mình thái băm chặt thoải mái luôn. Có cả cái phần này để các bác dùng để đánh vảy cá này rất là ok luôn nhá. Lên cho em là thớt xanh, giá thì chỉ có 50k nhá, 50k cho một con thớt xanh như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, giá rất tốt cho bác luôn các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là thớt xanh, giá của nó là 50k nhá. Đó, 50k cho một thớt xanh này. Ok chưa? Đó, ok chưa các bác? Giá rất tốt cho bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái đây. Hàng Germany các bác này. Đây, đấy. Design in Germany đây. Giá rất tốt luôn các bác nhá. Giá rất tốt luôn. Đó, giá rất tốt cho các bác luôn. Này là các bác lên nha, là bộ nồi Đức 6 món. Bộ nồi Đức 6 món này. Nồi Đức này, đó. Nồi Đức này. Đấy. Nồi Đức 6 món. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đó. 800 là các bác 800k là chuyển khoản hết nhá, chuyển khoản hết. Còn 700k 750 là chuyển khoản hết, 750.000, 750.000 chuyển khoản hết. Còn giá lẻ là đi 800 nhá, 800k đấy, cọc 100. Nếu các bác chuyển khoản hết thì bên em tính 750, còn nếu mà các bác mua không chuyển khoản nhá, chỉ cọc thôi, cọc thì là giá của nó sẽ là 800k cọc trước 100 nhá. Đấy, 800k cọc trước 100. Đó. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác đây. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một cái hai cái xoong bía này các bác. Hai cái xoong bía thì nó sẽ có một cái xoong thường và một xoong quay lệch đây. Đấy, một xoong thường như này và một xoong quay lệch này. Đấy, hai cái xoong bía này. Đấy. Đế của nó đều là dòng đế 5 lớp hết các bác nhá. Đế 5 lớp hết. Đấy. Tiếp theo là đến một cái xoong nhỡ này. Xoong này là 3 lít này. Đây. Đấy, một cái xoong nhỡ như này. Đây. Đế của nó là dòng đế 5 lớp nhá. Hàng này là hàng loại 1 nhá. Chữ nghĩa to rõ ràng, dày dặn chắc chắn anh em nhá. Đó đây. Đấy. Một cái xoong nhỡ nhá. Đấy, một cái xoong vừa này. Đấy, xoong vừa nhá. Đấy, con này là 4 lít này. Đấy, 4 lít, còn con kia là 3 lít, còn hai con nhỏ này là 2 lít. Đây. Đều hàng có vung nhá, hàng có vung và hàng kính cường lực hết các nhá. Kính cường lực hết. Cho nên là hàng xuất sắc luôn nhá, hàng xuất sắc luôn. Đó, đây. Đấy, rất đẹp con luôn. Đây, vùng viết của nó này. Kể cả chảo cũng có vùng luôn, chảo cũng có vùng luôn. Đấy, con này là con to này. Con này của nó là dòng này của nó là 5 lít các bác nhá. Đấy, con này là 5 lít này. Đấy, con này là con 5 lít các bác nhá. Đó. 5 lít này. Đấy, 4 lít này. Rồi có cho các bác là con này là 2 lít này. Đấy. 2 lít quay lệch. Buổi sáng các bác nấu phở nó tiếc này. Chảo con này, đây. Con chảo đây. Con chảo này là chảo chống dính nhá, có nắp luôn. Đây, chảo chống dính có nắp luôn. Đấy. Như vậy là các bác có 6 món nhá, 6 món luôn. Đây. Đấy thì em sẽ giới thiệu lần lượt cho các bác luôn. Đầu tiên sẽ là con chảo chống dính nhá. Đấy. Con này là con chảo chống dính này là 5 lớp các bác nhá. Đấy, 5 đế 5 lớp này, chảo là 28cm nhá. Chảo 28cm. Ok chưa các bác? Đó. Chảo này là hình như là 28 hay 26 gì đấy. Đây, mình xem chảo này bao nhiêu nhá. Chảo này của nó sẽ là 20 chảo này 24 các bác nhá, chảo 24cm. Đấy, chảo này 24cm thôi. Chảo này là 24cm các bác nhá, một con chảo 24cm này. Đó, một chảo 24cm. Ok chưa? Đó, đế dày 5 lớp này. Hàng rất chất luôn, quai kiếc của nó rất đẹp này, quai chống nóng nhá. Quai chống nóng luôn. Đó, ok chưa? Đó, thứ nhất là một con chảo này. Con chảo 24cm này. Tiếp theo là đến cho các bác đó là một con nồi 5 lít này. Đây, con nồi 5 lít này. Đấy, con nồi 5 lít này các bác nhá. Đấy. Con này 5 lít này. Đấy, con nồi này là 5 lít này. Nồi này 5 lít các bác nhá. Đó, hàng to. Đấy, 5 lít. Đế 5 lớp cực kỳ là ok luôn. Đây. Đế 5 lớp đun được hết các loại bếp nhá. Bếp từ, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Rất đẹp luôn nhá. Đó. Tiếp theo là đến con nồi 4 lít này. Đấy, con này là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đây, con này 4 lít này.
hàng rất tuyệt vời luôn. Đấy. Tiếp theo đến con này là 3 lít này, con này còn 3 lít này. Đấy, con này còn 3 lít thôi nhá, con này còn 3 lít này. Rất là phê luôn đúng không nhá. Đấy. Hai con 2 lít trong đó thì có một con là quay lệch, con này quay lệch còn con kia quay bằng nhá, con kia quay bằng. Đó. Đều là hàng đế 5 lớp hết, keng keng luôn đúng không nhá. Rất thích nhá. Kính của nó sẽ là kính cường lực hết, kính cường lực hết nên là các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Mặt kính cường lực dùng cực kỳ là ngon nhá, rất chất luôn. Đó. Giá thì rất hạt rẻ các bác luôn, mặt kính cường lực nhá. Đấy. Một cái bộ nồi Đức 6 món như này nhá, lên cho em là nồi Đức 6 món nhá. Đấy, nếu các bác chuyển khoản hết thì bên em tính là 750, còn nếu mà nhận hàng thanh toán thì cọc trước 100 thì giá của nó sẽ là 800.000 nhá, 800.000. Đó, giá của nó sẽ là 800k. Đó. Sản phẩm thì như vậy và giá cả như vậy luôn, cho các bác luôn để các bác nắm được nhá. Đó. Đấy, rất chất lượng nhá. Giá cũng nói chung là giá hợp lý cho bác luôn. Đây, các cái số hotline của bên em đây. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái bếp từ Philips thôi nhá. Đó, các bác lên cho là bếp từ nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là hơn 2000W. Bên shop đang bán cho các bác cái giá đó là 490.000. Đấy, bán 500. Hôm nay bán 550, hôm nay bán cho các bác còn là 490k và bao ship nhá. Lên cho em là bếp từ nhá. Đó, bếp từ. Đó. Bếp từ nhá. Hả? 480 à? Đấy, đang bán 500, giá cho bác còn là 480k nhá. 480k và bao ship nhá. Đấy, 480k bao ship. Bếp từ Philips, hàng này sản xuất ở Thái Lan anh em các bác nhé, hàng sản xuất ở Thái Lan cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho là bếp từ Philips nhé. Đấy, hàng sản xuất tại Thái Lan cực kỳ chất lượng luôn, nó sử dụng điện 220, hàng mới toanh chưa qua sử dụng nhé, mới toanh chưa qua sử dụng đây. Đấy, rất chất lượng luôn đây. Đấy, mặt kính cường lực nhé. Ở đây thì các bác sẽ được tặng kèm cho các bác là một cái nồi này nhé. Đấy, thì lưu ý các bác là cái nồi này nó tặng kèm, nó rất là mỏng cho nên là cái tình trạng nó bị móp là không tránh khỏi được. Cho nên là cái này thì bên em cũng nói thẳng luôn là cái nồi này nó sẽ bị móp nhé. Nó sẽ bị móp luôn cho nó nhanh. Đấy, để lúc các bác nhận hàng các bác khỏi bị ý kiến. Đấy, em nói thẳng luôn là cái nồi này nó sẽ bị móp nhé. Đấy, tại vì hàng tặng kèm thôi cho nên nó rất là mỏng đây. Đấy, nó sẽ có cái dấu hiệu là móp nhẹ thôi. Đây, ví dụ như này, nó móp nhẹ như này là không tránh khỏi được nhá. Cho nên nhận hàng bao giờ các bác đừng có ý kiến. Tại vì em nói thẳng luôn là cái nồi này bao giờ nó cũng bị móp. Đấy, nồi nào cũng bị móp hết, tại vì nó vận chuyển từ nước ngoài về cho nên không tránh khỏi được nhá. Ok chưa? Con này thì dung tích của nó chắc là vào khoảng là 3-4 lít gì đấy thôi. Thì con này các bác dùng để ăn lẩu khoảng 3-4 người là ok nhá. 3-4 người, 5 người là ok. Lẩu khoảng 4-5 người là ok. Đấy, cái nồi này thì nó sẽ bị móp không nhá. Đây, bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ xịn sò luôn. Hàng của thương hiệu Philips này. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực này. Và tất cả của nó đều là cảm ứng hết nhá. Cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 27-28 cm, còn chiều dài thì nó vào khoảng là trên 30 cm nhá. Đấy, 35-37 cm gì đấy. Đây. Đấy, 35-37 cm gì đấy nhá. Một con bếp từ thương hiệu Philips rất chất lượng như này. Mặt kính cường lực sáng bóng đẹp này. Đó, đây. Điện 220V này. Đấy, 50Hz, công suất của nó là 2000-2200W này, 2000-2200W nhá. Nói chung là rất là ok luôn. Đấy, con này các bác dùng để ăn lẩu ăn lả hoặc là nói chung là chiên rán xào nấu đều ok hết. Hàng của nó là hàng chất lượng. Đây. Đấy, và có tặng kèm các bác một cái nồi như này. Cái nồi này rất mỏng, khi các bác nhận hàng sẽ có dấu hiệu bị bóp méo là bình thường, cho nên các bác chấp nhận nhá. Đấy. Để các bác nhận hàng các bác biết là nó sẽ có tình trạng như thế, tình trạng bóp méo nhẹ. Giá thì chỉ có 480.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bếp từ nhá. Bếp từ giá của nó sẽ là 480.000 cho con bếp từ Philips như này. Đấy, nói sáu hết cả bọt mép rồi. Thì tiếp tục chương trình hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái bộ kim chỉ nhá. Đấy. Kim chỉ hôm nay thì shop về cho các bác cái mẫu này, nó là mẫu mã mới các bạn. Mẫu này nhỏ gọn hơn và rất là đẹp và chắc chắn. Đây. Đấy. Giá thì cũng rất là tốt cho bác thôi. Một bộ kim chỉ như này bao gồm cho các bác là đây. Cái này là cái này chắc là để luồn kim à. Đúng rồi, cái này để luồn kim này. Đấy, cái này để luồn kim này. Một cái thước đo này, một hộp kim này. Hộp kim nó rơi bừa đây rồi này. Đấy, rồi một cái đê này và kim băng này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu quận chỉ đây. Đấy, cái này thì nó sẽ có cho các bác là 2 này, 4 này, 5 này. Nó sẽ có cho các bác là 8 quận chỉ, 8 màu nhá. Đấy. 2 này, 4 này, 5, 5 với 3 là 8. 8 quận chỉ cho 8 màu khác nhau nhá. 8 quận chỉ cho 8 màu khác nhau. Đó. Đây, về các bác khâu vá các thứ rất là ngon lành luôn nhá. Đó, 8 quận chỉ cho 8 màu khác nhau. Đấy. Lên xem là bộ kim chỉ nhá, bộ kim chỉ. Bộ này thì đầy đủ dụng cụ đồ nghề như này cho các bác này.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 35. Lên cho em là kim chỉ nhá, nó kim chỉ. Giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một hộp kim chỉ như này. Đây, các bác có thể xách đi để làm nghề này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đê điếc rồi, nói chung là kim băng người dao kéo đầy đủ luôn. Đấy, 2 này, 4 này, 6 này, 8 quận chỉ nhá, 8 quận chỉ cho 8 màu khác nhau. Giá chỉ có 35k thôi. Lên cho em là kim chỉ 35k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái vòi xịt hơi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là xịt hơi này. Đấy. Hàng của thương hiệu Kabushi, thân của nó bằng thép hết nhá các bác nhá. Thân bằng thép hết. Cực kỳ chắc chắn luôn, đầu kết nối cái thứ bằng đồng hết nhá. Lên mã giúp cho em là xịt hơi nhá, xịt hơi. Đấy, về các bác lắp vào cái máy hơi nhà mình ấy, lắp vào cái máy hơi nhà mình. Các bác lắp vào cái máy bơm hơi ấy. Máy bơm hơi của nhà mình ấy, cái máy bơm to ấy các bác. Đây, nó có quai treo này luôn, treo lên này. Đấy. Về để các bác xịt rửa xe này rồi là nói chung là xịt gọi là xịt xịt bụi, xịt biếc đều ok hết nhá. Đấy, xịt rửa xe, xịt bụi biếc đều ok hết. Thân của nó là bằng thép hết nhá. Đây, thân bằng thép hết. Đấy. Thì các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Giá của bên shop đang gửi tới anh em một cái con xịt hơi như này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên cho em là xịt hơi. Đấy. Xịt hơi thôi nhá. Đó. Xịt hơi. Giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một cái đầu xịt hơi như này các bác này. Đó, một cái đầu xịt hơi như này. Giá của nó sẽ là 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác đó là cái đèn bắt muỗi các bác nhá. Đèn bắt muỗi đây, một con đèn bắt muỗi như này. Đấy, giá là 130k, dây dài khoảng là 1m. Các bác chỉ cần là cắm điện và bật công tắc lên là xong, để ở dưới gầm giường hoặc là khu vực nào nhiều muỗi các bác nhá. Đấy. Gầm giường hoặc là cái khu vực nào mà lắm muỗi các bác để vào cho em. Đó, bật công tắc lên. Đấy. Ở đây nó sẽ có là một cái lớp lưới giống như cái vật muỗi ấy. Đấy, và bật công tắc lên thì khi mà con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị quánh chập, là nó sẽ bị chết thôi nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Để em test thử cho bác xem luôn. Lên đã giúp em là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi. Giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Đèn bắt muỗi này. Giá của nó sẽ là 130k cho con đèn bắt muỗi này. 130k cho con đèn bắt muỗi này các bác nhá. Con này thì rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình, đặc biệt là bây giờ nó đang mùa muỗi, rất lắm muỗi luôn. Đây nha các bác, cắm điện vào này, cắm điện vào bật công tắc lên này. Đây. Cái công tắc của nó đây. Đấy, công tắc của nó đây. Tắt đi này, bật lên này, rất là tiện nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là có một cái lớp lưới như này. Cái lớp lưới này, con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị chập các bác. Đấy. Đấy nó đánh điện này các bác này. Đấy, con muỗi bay vào nó sẽ bị chập, nó đánh điện đấy các bác nhá. Đó, đây. Đấy, đánh điện đấy. Con muỗi bay vào nó nói chung nó như cái vật muỗi thôi. Nó như cái vật muỗi thôi và nó sẽ có công tắc luôn, có công tắc đóng ngắt nhá. Rất tiện luôn. 130.000. Tiếp theo em lên cho các bác đó là cái đầu chuyển cưa thôi nhá. Đấy, các bác lên trên là đầu cưa. Về cho các bác cái dòng sáp thơm các bác nhá. Đây, sáp thơm này. Con này thì rất là thơm luôn. Giá của nó chỉ có 30.000 cho một hộp sáp thơm này thôi. 30k nhá. Đó, 30k. Trước bán 30.000, đợt này về cho các bác giá là 25k nhá. 25k cho một hộp sáp thơm như này. Các bác dùng để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết nhá. Đấy, rất là thơm luôn nhá. Rất là thơm luôn. Đây, đấy. Các bác nhá, nó rất là thơm luôn. Đây nhá, rất thơm luôn. Nó là thuộc cái dạng sáp như này, rất là thơm nhá. Đó, hương thơm dịu nhẹ, các bác dùng nó rất là ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em là sáp thơm, giá của nó sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một lọ sáp thơm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop còn một ít cái sạc móc khóa đấy các bác nhá. Sạc móc khóa này. Hàng này thì của thương hiệu Samsung nhá. Đấy, các bác sạc chỉ sạc được cho điện thoại Samsung thôi. Đấy, sạc cho điện thoại Samsung là được thôi nhá. Chứ còn iPhone thì em không còn nhá. Đấy. Sạc cho Samsung và chân của nó sẽ là chân Type-C các bác nhá. Chân Type-C. Đây. Đấy, chân Samsung Type-C như này. Đây các bác này. Đó. Đây, rất là tiện các bác này. Chân Samsung Type-C các bác nhá, chân Samsung đời mới ấy. Đấy. Các bác chỉ cần cắm vào điện thoại là xong, là nó sẽ sạc cho bác luôn. Đây. Đây con này, đây cắm cái điện thoại nó sẽ sạc này. Đấy. Đây, nó sẽ sạc cho bác. Ok chưa? Nó báo sạc này. Đấy. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó chỉ còn cho các bác là 60.000 các bác nhá. 60k thôi. Bán thanh lý cho bác luôn. Nó sẽ có cho các bác cả một cái dây sạc như này, cả một cái dây sạc và một cái móc khóa để các bác đeo vào nhá. Một dây sạc móc khóa luôn. Đấy. Thì còn chục bộ nữa em thanh lý cho bác, cái giá đó là 60k nhá. Lên cho em là sạc móc khóa nhá, sạc móc khóa Samsung nhá. Móc khóa cái này của Samsung nhá. Đó, sạc móc khóa Samsung.
giá của nó sẽ là Samsung này, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k trong con sạc móc khóa Samsung này. Bán này là bán lỗ cho bác luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái khò ga đại nhá. Có lên trên là khò ga đại đây. Đấy. Con này hàng bên trong của nó là bằng đồng hết nhá, dẫn nhiệt dẫn nhiếc bằng đồng hết này. Đấy. Thân nhiếc lõi nhiếc dẫn nhiệt bằng đồng hết, bên ngoài của nó là bằng inox không gỉ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160k nhá, 160k. Đó. 160k cho cái khò ga đại như này. Lên cho em là khò ga đại nhá. Giá của nó sẽ là 160k. Đây. Đấy, con này nó sẽ là đánh lửa tự động nhá, phù hợp với tất cả các cái dòng bếp bình ga mini ở Việt Nam mình anh em các bác nhá. Phù hợp hết luôn. Giá rất tốt cho anh nhá. 160.000. 160.000 cho con khò ga đại như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái chai chai xịt, thì bên shop đang có hai dòng. Đây. Con này thì nó là dòng xịt quần áo các nhá. Đây. Xịt thơm quần áo này, hàng của Hàn Quốc đây, Made in Korea nhá. Đấy, xịt thơm quần áo, hàng của Hàn Quốc, Made in Korea đây. Đấy, con này thì quần áo các bác bị hôi, bị phơi nó không khô, các bác xịt vào cho em. Đó. Các bác xịt vào cho em, nó rất là thơm luôn các nhá. Đấy. Các bác về các bác xịt vào cho em là ok. Đấy, rất là thơm luôn. Đây. Đấy, quần áo bị nấm mốc này. Nấm mốc các bác xịt vào cho em, rất là thơm luôn. Lúc nào người cũng thơm phức nhá. Quần áo thơm. Xịt vào trong tủ quần áo thứ đều ok hết nhá. Đấy, rất là thơm. Lên cho em là xịt quần áo nhá. Dung tích của nó là 250ml, rất là thơm luôn. Hàng của Hàn Quốc đây, Made in Korea con này, hàng của Hàn Quốc. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là trước là 50k nhá. Đợt này về cho bác giá còn là 40k. Đấy, 40k cho một chai xịt quần áo như này. Lên cho em là xịt quần áo nhá. Đó, xịt quần áo. Xịt quần áo này. Đó, xịt quần áo. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một chai xịt quần áo như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái chai xịt toilet nhá. Đấy, xịt toilet, nên em là xịt toilet này. Đó. Xịt toilet nhá, xịt toilet. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Xịt toilet này bao nhiêu ra? Trước đang bán 45k nhá, đợt này cũng thanh lý cho bác giá là 40k cho một chai xịt toilet như này các nhá. 40k cho một chai xịt toilet như này anh em các bác này. Đó, 40k cho một chai xịt toilet như này. Đấy, cái này các bác dùng để xịt toilet này bồn cầu cái thứ là rất là sạch luôn. Đấy, những các phần về men nhá, chậu rửa, chậu giếc là xịt là sạch luôn. Đấy, nó sẽ có vòi xịt như này. Về các bác xoáy nắp và các bác xịt cho em nhá. Đấy, xịt toilet giá của nó sẽ là 40k. Dùng siêu tiết kiệm cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng keo trong này. Cái này nó là băng keo trong hai mặt. Về các bác dán trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt cho em. Rất là tốt luôn. Đấy, băng keo trong hai mặt. Đấy, về các bác dán muốn dán díu cái gì dán díu nó rất là tiện nhá. Rất là tiện cho các bác luôn. Giá là 30k cho một quận băng keo trong như này nhá. Đấy, lên trên là băng keo trong hai mặt, giá của nó sẽ là 30k. Về các bác dán ổ điện này rồi dán các cái thiết bị khác. Đấy, trên nhà tắm, nhà vệ sinh, khung tranh, khung giếc rất là ok luôn nhá. Đó. 30k cho một cái quận băng keo trong như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là cái chai thông cống của nhá. Đây, một cái chai thông cống như này. Đó, con này bên trước đang bán là 35.000, 35k nhá. Đợt này cũng về cho bác giá là đó là 30k nhá. 30k cho một chai thông cống như này các bạn này. Lên cho em là thông cống nhá. Đấy, đường cống, đường rãnh nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet bị tắc, các bác đổ xuống cho em. Đấy, nó sẽ đẩy cho các bác, sục cho các bác, tan hết các cái phần đấy cho các bác luôn. Rất là tiện dụng và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một cái lọ như này. Và bên shop thanh lý cho bác giá còn là 30k một lọ thông cống như này nhá. Lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, lên cho em là bột thông cống, lọ thông cống. Giá của nó sẽ là 30k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái khò ga này. Thì hôm nay bên shop về cho các bác đó là cái khò ga trắng nhá. Khò ga trắng đây. Đấy, con khò ga đại thì là 160.000, con khò ga trắng này thì giá của nó rất là tốt này. Cũng có điều chỉnh nhiệt độ này, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, bên trong của nó là bằng đồng này, bên trong phần dẫn nhiệt là bằng đồng này, bên ngoài thì bằng inox nhá. Con này thì giá chỉ cho các bác là 60k thôi. 60k nhá các bác nhá. Đấy, lên cho em là khò ga trắng nhá. Khò ga trắng, giá của nó sẽ là 60k cho một con khò ga trắng như này. Rất tiện dụng để các bác sử dụng nhá. Đây, các bác dùng có bình ga mini rồi về để mình thui chân giò nhóm lửa hoặc là các bác dùng trong các cái công việc gia đình đều ok hết. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá của nó sẽ là 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái dao dọc giấy này. Dao dọc giấy thì bên shop về cái lô này của nó là hàng Kabushi, hàng cao cấp các bác nhá, hàng cao cấp của Kabushi. Đó,
Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao dọc giấy như này. Giá của nó sẽ là 50k nhé. Đấy, 50k. 50k cho một con dao dọc giấy như này các bác này. Đấy. Thân của nó là bằng hợp kim nhá. Thân bằng hợp kim cho nên nó sẽ đắt hơn. Đấy, thân bằng hợp kim anh em các bác nhá. Đấy, dòng này thân bằng hợp kim cho nên sẽ hơi đắt hơn một chút. Còn bình thường em bán các loại thường thì chỉ có 15.000 một chiếc thôi. Đấy, 50k. Còn bác nào lấy lưỡi thì cái lưỡi này bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 20k cho một hộp 10 lưỡi như này. 20k trong hộp 10 lưỡi như này nhá. Đấy, 20k trong hộp 10 lưỡi này. Đấy, ok chưa? 20k trong hộp 10 lưỡi này. Còn dao thì dao là 50k nhá, 50k. Đấy, nhưng riêng hôm nay thì bên shop xả cho bác giá còn là 45k nhá. 45k cho một con dao và lưỡi sẽ là 20k trong một hộp lưỡi. Đấy. Đây. Hàng cao cấp các bác nhá, hàng cao cấp. Đấy, con này sẽ là 45k nhá, 45k. Đó. Còn dao thì sẽ là 20k. Ok chưa các bác? Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái con thước kẹp gem điện tử các bác nhá. Thước kẹp gem điện tử, con này thì được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, nó làm từ sợi carbon, không phải là bằng hợp kim đâu nhá. Là bằng sợi carbon, là bằng nhựa đấy, bạn bằng nhựa carbon đấy. Thì đây. Đấy, giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con thước kẹp gem điện tử như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó đây. Đây các bác này. Đó, các bác tắt đi bật lên ở đây này. Đấy, cho về không thì sau bắt đầu đo này. Đấy. Nó sẽ có các cái hình thức đo là đo đường kính bên ngoài này, đo đường kính bên trong này và đo chiều sâu nhá. Cái này là các bác dùng để đo chiều sâu này. Đấy. Đây các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Cái thước kẹp gem này bao nhiêu đây? Tặng kèm các bác một viên pin luôn, tặng kèm các bác một viên pin luôn nhá. Đấy. Thước kẹp gem bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con thước kẹp gem như này các bác này. 100k cho con thước kẹp gem như này. Đó, rồi, ok.